Chào các em, chào mừng các em đến với chương trình hướng dẫn về đọc điện tâm đồ. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em đọc điện tâm đồ của một bệnh nhân nam 51 tuổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp. Bệnh nhân đến khám vì gần đây là có tình trạng mệt mỏi và giảm khả năng gắng sức. Thì đây là điện tâm đồ của bệnh nhân. Bây giờ chúng ta cùng nhau sẽ phân tích điện tâm đồ này. Về kỹ thuật thì ta thấy là mắt đúng điện cực. Vì ở chuyển đạo AVR có sóng B, phức vụ QRS và sóng T đều âm. Các chuyển đạo ngoại vi còn lại thì không có hình ảnh sóng B, phức vụ QRS và sóng T đều âm như ở AVR. Về tốc độ đo thì là 25 m trên giây thì đây là tốc độ đo chuẩn. Về biên độ đo thì ta thấy là ở các chuyển đạo D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF và B1 đến B3 thì biên độ là 10 mm trên 1 mV thì đây là biên độ đo chuẩn. Ở chuyển đạo V4, V5, V6 thì biên độ là 50 m trên 1 mV. Nên để tính chính xác biên độ thì ta cần phải nhân cho 2. Ta thấy là điện tâm đồ rõ nét và các phức vụ sóng thì thẳng hàng với nhau. Thì phân tích thì đầu tiên á thì ta thấy là có sóng B ở chuyển đạo D1, sóng B dương ở D1, D2, AVF, sóng B âm ở AVR. Sau mỗi sóng B là một phức vụ QRS, do đó nên đây là nhịp xoang. Ở trên chuyển đạo kéo dài thì ta thấy là các khoảng RR đều nhau, do đó đây là nhịp đều. Về tần số thì ta đếm được giữa hai điện R thì nó là khoảng là 18 ô, do đó tần số tim sẽ là 1.500 chia cho 18 thì là khoảng là 84 lần trên phút. Thì tần số tim là 84 lần trên phút nên đây là tần số tim trong giới hạn bình thường. Về trục điện tim thì ở D1 phức vụ QRS là dương ưu thế. Ở AVF thì phức vụ QRS là dương ưu thế, do đó nên đây là trục trung gian. Về mặt chính truyền thì ở chuyển đạo D2 ta thấy khoảng BR là bằng 4 ô, là 0,16 giây là bình thường. QRS là 2 ô, là 0,08 giây là bình thường. Tính QT thì ta dùng công thức QT hiệu chỉnh là QTC bằng QT chia cho căn bậc 2 của RR. Thì ở đây QT ta đếm được là 8 ô, trong khi RR là 18 ô. Do đó ta tính ra được là QTC sẽ là bằng 0,34. Như vậy thì nó nhỏ hơn 0,44 ở nam, như vậy là bình thường. Tiếp theo ta xem có hiện tượng điện thế thấp hay không. Thì ở D2 ta thấy là QRS có biên độ là 8 mm, nghĩa là lớn hơn 5 mm. Ở V3 thì QRS có biên độ là 19 mm, lớn hơn 10 mm. Như vậy là không có hiện tượng điện thế thấp. Tiếp theo ta xem có dấu hiệu lấn nhĩ hay không. Thì ta thấy là sóng B ở D2 có biên độ là 2 mm, nghĩa là nhỏ hơn 2,5 mm, như vậy là không có dấu hiệu của lấn nhĩ phải. Sóng B ở D2 có thời gian là 2 ô, là 0,08 giây, nhỏ hơn 0,12 giây là bình thường. Sóng B ở V1 có pha âm thì thời gian là 1 ô, là 0,04 giây và biên độ là 0,5 mm. Do đó tính ra nó là 0,02 mm chấm giây, nhỏ hơn 0,04 mm chấm giây. Như vậy là không có dấu hiệu của lấn nhĩ trái. Tiếp theo là ta xem có dấu hiệu lấn thất hay không. Thì đối với thất phải thì ta lấy RV1 cộng SV5 thì là bằng 0 cộng 0, nghĩa là nhỏ hơn 11 mm, như vậy không có dấu hiệu lấn thất phải. Đối với lấn thất trái thì ta lấy là SV1 cộng RV5 hoặc là RV6. Do RV5 cao hơn RV6 nên ta chọn RV5. Thì ở đây ta tính ra được là S ở V1 là 15 cộng với lại RV5 là 21, nhưng phải nhân 2 lên. Như vậy cộng lại là bằng 57. Thì là lớn hơn 35 mm. Như vậy là có lớn thất trái theo tiêu chuẩn Scopes-Leong trái. Vì đã có lớn thất trái theo chuẩn Scopes-Leong nên ta không cần xét theo tiêu chuẩn Cornell. Tiếp theo là ta phân tích sóng Q, ST và sóng T. Thì đối với lại sóng Q á, thì ta thấy có sóng Q nhỏ thôi, nằm ở AVL. Ở V1, V2 thì ta thấy là có dạng sóng QS, và ở V3 thì ta thấy là có dạng là sóng R nhỏ và sóng S sâu. Đoạn ST thì đẳng điện ở các chuyển đạo, tuy nhiên ở V2, V3 thì ta thấy là ST chênh lên nhẹ khoảng 2 mm và có dạng lõm. Sóng T dẹp ở D3, AVF và sóng T cao ở V2, V3. Về các bất thường khác thì ta thấy là không có chuyển đạo chuyển tiếp. Thì ở các chuyển đạo trước ngực á, thì ở V1, V2 thì ta thấy là không có sóng R, cho nên nó chỉ có dạng sóng QS. Ở V3 thì nó có một
sóng R nó có một chút xíu rồi, S rất là sâu. Sau đó đây đến V4 bắt đầu sóng R nó cao lên và V5, V6 nó cao vọt lên. Như vậy ở đây là ta thấy là có hiện tượng điện thế thấp ở bên phải và bên trái nó cao lên. Thì đây là hiện tượng R cắt cụt nằm ở thằng trước. Như vậy ở đây thì ta thấy là sóng T dẹp ở D3 AVF. Thì ở đây là bệnh nhân nam 51 tuổi và có tiền căn là tăng huyết áp. Như vậy thì bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh mạch vành, như vậy sóng T dẹp ở D3 AVF thì xuất hiện ở đây, thì đây chính là dấu hiệu của thiếu máu cơ tim. Tiếp theo là bệnh nhân có là lớn thất trái và có hình ảnh R cắt cụt ở chuyển đạo ở thành trước và có FV trên lên nhẹ và sóng T cao V2 V3, thì cái dấu hiệu này gợi ý nhiều là nhồi máu tim cũ ở thành trước. Tuy nhiên á, là vì bệnh nhân này có lớn thất trái, như vậy thì trong trường hợp này á, là có thể đây là dấu hiệu giả nhồi máu cơ tim ở thành trước. Bởi vì sao? Bởi vì trong trường hợp mà lớn thất trái á, thì trục tim nó sẽ lệch sang trái. Do đó ở trên mặt phẳng ngang á, các chuyển đạo bên trái như là V4, V5, V6 thì nó sẽ làm tăng biên độ của sóng R. Trong khi ở các chuyển đạo bên phải á, thì các cái sóng S á, nó sẽ sâu xuống. Và đồng thời do sóng S nó sâu xuống, nó sẽ làm cho sóng R nó sẽ làm giảm điện thế. Và do đó cái biên độ sóng R nó nhỏ dần và thậm chí là biến mất. Nếu mà sóng R nó nhỏ thì nó sẽ tạo thành là sóng R nhỏ S sâu. Còn nếu mà sóng R nó biến mất á, thì nó sẽ tạo thành là sóng QF. Thì nó do như vậy thì nó sẽ tạo thành là hình ảnh sóng QF hoặc R nhỏ S sâu ở V1, V2, V3. Như vậy thì nó sẽ tạo thành là dấu hiệu giả nhồi máu cơ tim cũ nằm ở thằng trước. Như vậy kết luận lại thì trên điện tâm đồ này thì đây là nhịp xoang, tần số tim thì chấp nhận bình thường, không có dấu rối loạn dẫn truyền, có dấu hiệu là lớn thất trái, có thiếu máu cơ tim và theo dõi một cái tình trạng là nhồi máu cơ tim cũ nằm ở thằng trước. Như vậy phần trình bày của tôi về điện tâm đồ này đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong phân tích các điện tâm đồ tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.